Ủa cái gì vậy? Ủa chị mới làm ai cho em Hạnh rồi mà, đi coi phim đi chứ. Tên Tuyết Sơn phải không? Dạ không, em tên em là Tuyết Thủy chị. Hả? Em là Tuyết Thủy. Tuyết Thủy? Dạ. Phải không? Trời, tôi nổi da gà hết trơn rồi trời. Tên là Tuyết Thủy hả? Dạ. Thủy năm nay bao nhiêu tuổi? Em biết tên là sinh đôi đó chị. Thiệt không á? Thiệt. Chị em sinh đôi? Dạ. Với cái cô hồi nãy? Dạ. Tuyết Sơn, Tuyết Thủy. Ờ, cũng giống lắm á. Vậy là cũng 30 tuổi luôn hả? Dạ. Anh Linh ơi, bất ngờ không anh Linh ơi? Anh thấy em hốt hoảng bên đó, anh cũng nghĩ ra điều gì rồi. Chắc là gặp cô gái sinh đôi rồi. Mình chúc chừng nào cho gặp xong anh kiểm tra chứng minh nhân dân. Chứ để hồi nó lộn kỳ lắm. Hiện nay là Thủy đang làm công việc gì? Em làm chung công ty với Sơn đó chị. Trời đất ơi, sao cái gì cũng chung hết vậy? Rồi hồi đó giờ có mối tình nào chưa? Thì em cũng đơn phương một lần rồi chị. Gì vậy trời? Lần đầu tiên có một cặp sinh đôi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Yêu đơn phương một lần rồi cũng ế tới giờ. Hai chị em y như vậy. Trời ơi, không phải là chưa kiếm được người hợp chứ không ế. À, thôi hỏi bạn nam đi, bạn nữ giống hệt nãy. Y hệt nãy hả? Y hệt nãy. Để một hồi tôi kiểm tra lại cho, cái này tôi chưa biết gì hết ha. Thôi, yêu cầu của anh người bạn nữ như thế nào? Yêu cầu của em có một thôi, nhưng mà khá là cao. Rồi, nói luôn. Thì để em kể một câu chuyện để anh thấy là cái yêu cầu của em có cao. Chuyện dài không? Cũng không dài lắm. Khoảng nhiêu lâu? Chắc khoảng 2-3 phút à. Rồi, kể 2-3 bắt đầu. Hồi xưa lúc em còn nhỏ, em có đi với ba em. Thì mỗi lần mà em thích một cái gì đó thì ba em đều hỏi là con thích không? Em nói thích. Thì hai cha con mới đứng nhìn cái món đồ đó, nhìn hoài. Sau đó đi về, chứ không có mua. Sau này lớn lên, em mới hỏi ba em, tại sao lúc đó ba không mua cho con? Do nhà mình khó khăn hay sao? Cái ba em mới nói một câu, là người mà thương mình thật thì không phải là người là mua cho mình mọi thứ, mà là người ta chấp nhận bỏ cái thời gian của người ta ở cùng với mình. Thì đối với em á, thời gian là cái quan trọng nhất và cái quý giá nhất. Có thời gian mình có thể đi làm, mình kiếm được tiền. Có thời gian mình tập thể dục, mình khỏe mạnh. Nghĩa là thời gian là vàng là bạc. Cho nên cô gái nào mà chấp nhận là cùng với em, dành trọn thời gian, trọn đời với em thì ok. Nghĩa là phải có thời gian ở với em, thời gian đi chơi với em. Thôi ở người khác sao anh? Bên đó có phòng trọ không? Bên đây giống như cũng y chang như trường hợp hồi nãy. Cũng cao 1m8, tráng cao 1m9. Để hỏi Thủy ơi, để cao hơn nha. Đừng, không phải tội chị ơi. Lùng mình lụm tiền nhanh hơn. Ủa sao vậy? Sao mới nói cao 1m8? Cao mà cúi xuống mệt. Mình lùng hơn, mình lụm tiền nhanh hơn. À, cũng được ha. Rồi từ từ để tôi hỏi cô gái bên này cái đã. Mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì không? Nói vậy chứ sinh đôi cũng phải có những cái đặc điểm riêng chứ, đúng không? Dạ, em thấy là em bình thường lắm, điểm mạnh thì không có. Dạ. Điểm yếu của em có thể là em lo chuyện bao đồng. À, em thích cái mẫu người bạn trai mình là người như thế nào? Em thích người đó là phải có tính quyết đoán, không gia trưởng, không biết hút thuốc và đừng có nhậu nhẹt. Em ghét người nhậu nhẹt lắm. Chị thấy là giống hệt Sơn vậy đó. Đây khác à, đây khác Sơn rồi nha. Tráng cao chút được không em? Không. Nội khó quá, hèn chi hai chị em căng à. Chị ơi, em xin phép về trước nha chị. Bình tĩnh. Hồi nãy cái cặp kia cũng vậy mà cuối cùng là tôi với Quyền Linh vẫn là làm mai làm mối được mà. Chị ơi. Em có bây cái giờ... gì? Em có gì khác em tự giới thiệu đi, em phải show up ra giống như bạn trai nãy vậy đó. Em có thời gian thôi. Tiêu chuẩn của em như thế nào? Do em bị ba cái lý do ế cho nên là em cũng không có yêu cầu cao về bạn gái lắm. Em chỉ yêu cầu giống như cái hồi nãy thôi. Thì ba cái lý do ế của em kể anh nghe ha. Được hả? 3 phút. Rồi 3 phút bắt đầu. Cái lý do ế đầu tiên á là nó thuộc về vấn đề vật lý. Vật thể khi gặp nóng nó sẽ bị giãn nở. Gì vậy trời? Cho nên là anh nhìn em nè. Anh nhìn em, đó là lý do số 1. Lý do số 2 là nó thuộc về vấn đề gọi là tâm linh. Đó là hồi nhỏ em châu bò lắm. Em mơ có thằng nhóc nó cứ lấy cung tên nó bắn em hoài à. Em quơ lên em hốt nó liền. Hốt nó xong nó hứa với em là từ nay về sau nó không có bắn em nữa. Tỉnh dậy em mới biết nó là thần tình yêu. Coi như là bị lời nguyền rồi. Thứ ba. Lý do thứ ba. Nhìn tôi nè. Dạ. Kể thứ ba đi, kể chuyện thứ ba. Lý do thứ ba của em á, hồi đó em thích cái bạn đó, em tỏ tình với bạn đó. Em hỏi là mình có thể hẹn hò nhau không? Cái bạn đó mới nói là hỏi ngược lại em là anh có muốn xem hình bạn trai của em không? Em cũng cố nén đau lòng, chấp nhận coi.
bạn đó mới lấy điện thoại ra đưa sát vô mặt em. Em nhìn lên em không thấy cái điện thoại có gì hết á, cái màn hình trắng nhách à, cái nắng mới chiếu vô em thấy mặt em trong đó. Em nói trời hạnh phúc quá, hóa ra là bạn gái đó là thích mình. Cái tự nhiên bạn gái đó thấy mặt em hạnh phúc, nó quên bấm màn hình lên. Xong xong bây giờ đó là em hết dám quen ai luôn. Hổ hàng ha. Hồi nãy em nói là em có thời gian, mà em có hiểu nguyên nhân tại sao em bị ế không? Hồi đó em quýnh thần tình yêu nên bị lời nguyền. Theo anh nghĩ tại lý do ế là tại vì em kể quá nhiều chuyện. Đúng rồi. Em có quá nhiều thời gian trong khi người ta lại không có thời gian. Cái thời gian kể chuyện đó người ta đi làm đi kiếm tiền đi ông ơi. Bây giờ khai chút xíu về nhà cửa cha mẹ được có cái gì không? Giống như nãy em nói là em đang làm ở một công ty phân phối linh kiện máy tính. Tạm coi là có công việc ổn định đi. Đang ở với ai? Em đang ở với má và chị. Thì nhà này nhà chung không có nhà riêng. Lấy vợ vợ ở chung luôn. Bây giờ vợ chắc ở chung quá. Chị mấy tuổi? Chị em sinh năm 83. Chưa lấy chồng? Chưa lấy chồng. Sao không giới thiệu tới bạn muốn hẹn hò? Ê người ta giấu vậy. Phải đưa chị đi trước mới rước vợ về sau được chứ. Chứ chị chồng ở chung với em về mất công lắm. Rồi thôi, thôi đi về đi. Hả? Vậy thôi em về hả chị? Ừ. Mắc cười quá hỏi người ta kêu đi về. Khó quá. Kể chuyện rồi, hoài. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em là người phụ nữ thế nào? Cấm kể chuyện. Mẫu hình lý tưởng của em thì một người phụ nữ bình dị, yêu thương nhau thật lòng. Lùng hơn em chốt là được. Có đâu không? Giống em được không? Có đâu là anh với em yêu nhau rồi anh. Đến coi. Em nghĩ coi của anh đây. Nãy giờ thấy các tường quảng hốt cái nào coi thử coi nói sao. Anh khỏi coi. Trời đất ơi, ơi. Khoan, chờ chút xíu. Em chờ chút xíu, anh chứng minh coi anh kiếm cái cô nãy đâu rồi. Đâu rồi, cô nãy đâu rồi? Lên đây. Vậy cái cặp kia người ta đang yêu nhau, anh làm cái gì vậy anh Linh? Không phải. Sao anh chia rẽ anh ta vậy anh? Chờ chút xíu nha, đứng đây nha. Gì vậy anh Linh? Kỹ lên. Đúng rồi. Anh chỉ sợ là mai mốt mà có gì anh chịu trách nhiệm thôi. Thành ra anh muốn cho mọi người thấy là có hai cô đứng hai bên. Ha? Đó, y chang vậy nè. Vậy lát nữa em khỏi kéo lên. Hả? Lát khỏi kéo lên. Khỏi em kéo thấy luôn. Rồi. Đúng rồi, được rồi. Vậy giờ bấm luôn hả? Bấm luôn đi. Rồi xong rồi, cảm ơn em. Em về với anh chàng bên kia đi. Rồi vậy anh tin rồi đó. Bây giờ bạn nam bên kia thấy cái chị của bạn nữ thấy làm sao? Trình độ chưa dắt giống tính anh. Ừ. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cho nên là khó lắm à. Hên xui đi. Rồi hên xui đi cho hai người kéo lên. Thấy, em nghe bạn nam bên kia kể chuyện em cảm giác thấy sao? Thấy bạn ấy cũng là người chín chắn. Rồi 2 phút cho em để em cảm nhận. Kéo màn lên. Thôi mà mình thấy rồi khỏi quay đi. Đúng rồi. Quay qua nhìn đi. Chào. Dạ. Chào bạn. Và cảm ơn bạn. Dạ. Đứng lên thấy to quá ha. Dạ. To nhưng mà tâm hồn bé nhỏ chị. Thôi đừng kể chuyện nữa, tập trung có 2 phút à. Giống như là mục tiêu của chương trình là để hai người thật sự cảm thấy là có cảm giác thì bấm. Cho nên mình cũng, bạn có thể suy nghĩ thật là kỹ. Bạn thích mình, bạn bấm. Bạn không thích, không bấm. Mình không có vấn đề hết. Tại vì mình quan điểm là sống là phải tùy duyên. Đúng rồi. Cái gì mà của mình là của mình. Cái gì không phải của mình phải giành giật nó mới có. Ủa vậy đâu phải là tùy duyên bạn. Tùy duyên theo cách của mình. À. Mình muốn hỏi bạn nếu bạn gặp khó khăn hay có chuyện gì vui, bạn người đầu tiên bạn chia sẻ là ai? Giờ mình chưa có người yêu đúng không? Thì mình gọi cho mẹ. À, mẹ. Người quan trọng nhất trong gia đình với bạn đó là ai? Quan trọng nhất tất nhiên là mẹ rồi. Mẹ. Nhưng mà mốt có vợ quan trọng hơn. Rồi bạn nói vậy không sợ sợ mẹ bạn buồn sao? Không phải bạn, cái này là phân tích logic nha. À. Cha mẹ là có thể là ở với mình nhưng không ở cả đời. Ừ. Con cái lớn lên bỏ mình đi. Ừ. Chỉ có bạn đời của mình mới ở với mình cả đời thôi. Ừ. Thì bạn đời mới là quan trọng nhất. À. Nhớ bấm nha. Tôi chưa thấy ai mà vừa nói chuyện cứ nhớ bấm nha. Không anh nhắc, sợ nhiều khi người ta rung quá người ta quên. Sợ người ta không bấm hả? Không, người ta rung quá người ta quên. Nhiều người ta không bấm sao? Bạn không thích mình, bạn có quyền không bấm. Cuộc sống này á không có dễ dàng. Cho nên á, nếu mà mình muốn mà sống một cuộc sống vui vẻ á, thì cơ bản là tâm hồn mình phải vui vẻ. Vui vẻ cho đời nó bớt khổ. Cảm ơn. Rồi, hết giờ. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Chị mình là chị mình và mình là mình nha. Dạ. Hết sức bình tĩnh. 1 2 3. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nam nè, thấy bạn thuyết phục cũng được lắm mà sao bạn vẫn không đồng ý? Nói chung là em cảm thấy là em
chưa có rung động nên em quyết định không bấm. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng trong sâu thẳm bạn trai rất là dễ thương, nhưng mà do cái cách mình nói chuyện ở bên ngoài nó mất một chút, một chút về gọi là cái tình cảm của người đối diện. Tôi nghĩ là như vậy, bạn thiếu chút xíu đó thôi. Chứ bạn cũng đẹp trai, cao ráo, cao tôi nhiều, tóc cũng ít hơn tôi nhiều. Thôi, chúc trời vui. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúc bạn sẽ có tình được một nữ của mình ha. Cảm ơn em ạ. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn bước ra sân khấu. Ôi, mời em. Dạ, dạ, em chào chị. Xinh quá. Em tự giới thiệu em tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Bích Phượng, năm nay 28 tuổi. Quê em ở Long An, làm nghề làm tóc. Nghề làm tóc, xin mời bạn nam. Chào chị ạ. Xin chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Dạ, xin chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn. Dạ, em tên Huy, năm nay em 29 tuổi, làm nghề tài xế ạ. Dạ. Lái xe gì? Dạ, chở ship anh. Chở ship lâu chưa? Được 3 năm anh. Đã hôm nay là em xin ship cho em được nghỉ để em đi bạn mới hẹn hò và ship đồng ý, ship nói cố gắng lên làm sao để có được một bạn gái về cho ship đi ăn một đám cưới. Phượng giới thiệu một chút xíu về mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng. Em cũng có hay thích hát, cũng biết nấu ăn. Hát thể loại nhạc gì? Nhạc sến hay trẻ gì cũng có được chút chút. Rồi bây giờ mình tặng quý vị khán giả, tặng bạn bên kia một khúc đi, một đoạn nào. Dạ nào dạ thích dạ nhất. Em tặng chương trình một khúc trong bài hát Hãy Hát Lên nha. Rồi. Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời, nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Này anh ơi xin đừng chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biên chiều, nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào. Dòng sông xưa vâng ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn. Trời, cảm ơn bạn. Rất là dễ thương. Nghe hát xong rồi thấy sao? Dạ, hay lắm anh. Hay không? Đi lái xe cho sếp suốt luôn vậy đó hả? Dạ. Sếp có cho thời gian là quen bạn gái không? Dạ cũng có. Có là quen được mấy người rồi? Quen nhiều nhưng mà con thấy là không ai yêu mình hết đó. Sao vậy? Chắc xấu quá. Quê bạn là ở đâu? Dạ em ở thành phố. Lái xe vậy rồi lấy vợ về rồi có lái cho vợ không hay là tiếp tục lái cho sếp? Nếu mà lấy vợ về thì có khả năng em mua xe chở vợ con đi chơi. Không lái cho sếp nữa hả? Dạ chắc nghỉ để làm để mở kinh doanh chạy thuê dịch vụ anh. Dạ. Muốn vợ dữ chưa? Dạ chắc cũng lắm rồi đó. Được thì cuối năm nay luôn anh. Phượng, bạn muốn tìm một người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào? Dạ người đó phải coi như là chuẩn. Chuẩn là chuẩn gì? Coi như là không có lóc chóc á. Lóc chóc? Chuẩn chạc vậy đó chị. Bởi tôi nghe từ lóc chóc tôi không hiểu. Là coi như hả cười nói sùm vậy đó. Coi như là vui quá trớn á khi mà gặp những chỗ nào mà cần sự lịch sự dạ đúng rồi. Nói chung là mất lịch sự đó đúng không? Cái nào mình cũng vừa phải thôi, mình đừng có quá mức thôi. Mà cuối cùng là bạn nam bên đó có lóc chóc không? Dạ cũng điềm tĩnh lắm chị. Đi với sếp chắc cũng không có lóc chóc đâu. Ha. Mình không có thích cái điểm nào ở người đàn ông? Hút thuốc chị. Bên kia có hút thuốc không? Chút đỉnh chị ơi. Chút đỉnh em. Ngày mấy gói? Ngày nửa gói. Trời ơi vậy là nhiều rồi đó anh ơi. Vậy anh sẽ giảm lại ngày ba đi uống. Mà anh có tóc quăn không vậy anh? Có quăn không anh Linh? Không. Anh Linh trả lời không kìa. Sao vậy tóc quăn sao vậy? Bạn hỏi vậy chi vậy? Tại em không thích tóc quăn lắm. Mấy người thường tóc quăn thấy em thấy hơi khó tánh chút xíu. Hơn là tóc anh không quăn chứ em hỏi chán chợt hơn anh không có hơn á. Cô này có mấy cái định kiến cũng lạ lắm nha. Lóc chóc tóc quăn rồi gì nữa, không thích gì nữa nói luôn hơi luôn đi. Dạ thôi anh, nhiêu đó là đủ rồi chị. Đủ rồi ha. Dạ. Có cao ốm mập lùn gì không? Tất nhiên là em phải chọn cao hơn em rồi, tại em cỡ 1m7 thôi. Em xin về tại sao em không có bạn trai? Tại sao ế? Không phải ế mà lại là chờ người tử tế tới rước thôi. Sao có tới rước không? Thì nếu mà bên đó đồng ý thì em cũng mang chầu cao tới rước. Hôm nay từ Long An mình lên đây mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có mẹ em chị. Mẹ đâu? Dạ mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ mình có hối thúc Phượng lấy chồng chưa cô? Cũng có. Cũng có là hả? Phượng này cũng có tuổi. Dạ. Rồi cô thấy anh bên đó hợp. Mẹ thấy cũng được đó mà tùy con à. Cô cũng muốn hỏi gì vậy? Anh này không? Cô phỏng vấn trực tiếp ảnh luôn đi cô. Thử coi qua vòng phỏng vấn không? Dạ chào cô. Dạ, chào con. Trước tiên hỏi ba má con còn đầy đủ không? Dạ còn cô ạ. Dạ hả? Con là trai lớn hay là sao? Dạ con là Út ạ. Dạ hả? Dạ con được mấy anh em? Dạ con được 7.
Dạ, dồi được cô, chấm gần chỗ đó đó. Tại vì cô có hai đứa con gái à. Dạ. Giờ nó là Út. Dạ. Rồi cô thấy con đồng là cô chịu lên hả? Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Đó, như mẹ là tót lọt rồi đó. Hôm nay mình đi đến chương trình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có chị ơi. Ai đâu? Dạ cô em với em gái. Dạ chào cô, chào em. Dạ chào anh Huyền Linh với lại chị Cát Tường ạ. Bên kia là bác coi như là đồng ý là anh trai của em rồi đó. Còn riêng em thì em thấy chị Phượng sao? Dạ em thấy chị Phượng rất dễ thương anh Huy. Em có muốn nói gì với chị Phượng không? Em nói là anh em cũng rất tốt. Với lại em gửi lời chào anh chị. Dạ cảm ơn. Cô thấy Phượng sao cô ơi? Quý ơi. Dạ. Cô thấy cháu bên đây dễ thương, đẹp. Dạ. Nói chuyện chính xác. Nói chuyện chính xác cái chỗ đó là quan trọng lắm luôn á. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Đừng có ghen quá anh. Em có ghen không? Dạ không. Em có gia trưởng không? Dạ không luôn. Ủa Huy ơi, Huy thích con gái ở miền nào Huy? Dạ miền Tây chị. Miền Tây là đây là đúng luôn rồi nè. Dạ. Bây giờ em còn có yêu cầu gì nữa hay không nè? Để chị qua chị nhìn mặt là... Dạ chào anh Huyền Linh. Chưa kịp coi là coi trước rồi. Coi nôn mất. Sao? 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 Anh thấy em thế nào? Dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Có không thích điều gì ở người bạn trai không? Thì đó hồi nãy nghe bạn nói đó, nói là không có gia trưởng là em cũng mừng lắm rồi. Xinh lắm. Nghe dễ thương lắm. Nhưng bây giờ lấy nhau về là ai giữ tiền? Nếu mà được cho phép thì chắc em. Để tiền hỏi bạn trai có chuyện vậy không nha. Dạ chào chị. Chào bạn. Lấy vợ về ai giữ tiền? Em giao tài khoản hết luôn chị. Phải không? Mỗi tháng chào em 2-3 triệu đi làm được rồi. 3 triệu mà giao hết 3 anh... triệu rồi hết rồi. Đâu có, anh làm xong 3 triệu lấy 3 triệu chết á. Xế là vui tính nè. Đứng lên coi tướng đây coi. Trời ơi, cười không thấy tôi quốc đâu hết trơn á. Dễ thương ghê. Quá. Thôi mình có duyên được rồi. Cái quan trọng là mình chịu đưa tiền cho vợ giữ là được rồi. Dạ cảm ơn chị. Chúc mừng em bữa nay đã chọn được vợ. Dạ. Chị bấm giùm luôn. Dạ. Chị bấm vậy em chọn chị rồi. Chị thấy rất là chân thành. Chịu đưa tiền cho mình giữ là được rồi. Rồi chúng ta sẽ kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Rồi em chào anh. Chào em. Trời em đẹp hơn chị Cát Tường nữa. Dạ. Anh nói vậy là hơi quá rồi. Có đâu thì mình có sao nói vậy mà. Thì anh cũng là người miền Tây nên nói chung rất thật thà. Dạ. Có cái bụng như cái trống kìa. Dạ. Rồi. Chắc anh thường đi nhậu lắm hả anh? Không có em, tại vì ăn no nhiều ngồi trên xe không mà đâu dám xuống xe đâu. À vậy hả? Anh làm bao lâu rồi? Lái cho công ty được 3 năm em. Thôi mình bấm nút đi. Trời ơi. Dạ. Trời. Con ta đâu dễ vậy, tự nhiên cầu hôn chưa chứ. Nôn dữ vậy. Phải hỏi để cho tao tìm hiểu người ta có bấm hay không chứ. Thấy ảnh có xấu trai không? Dạ cũng được thôi. Cũng được hả? Cái bụng bự có vấn đề gì không? Dạ không. Không giảm cân chập hay dục chị. Mấy người bụng bự mệt lắm. Không có, món em về em cho đi thể thao chị. Đi thể thao, đi thể thao mắc chạy xe cho sếp sao đi thể thao được. Không có, lúc đó phải còn có thời gian dành cho em chứ. Làm nhưng mà chưa chơi binh dữ vậy. Biết đâu mấy món em chuyển qua nghề kinh doanh cho ảnh sao chị. Bây giờ lấy chồng có chịu lên thành phố làm dâu không? Dạ chồng ở đâu thì em ở đó thôi. Thôi hai người nhấn chuông đi. Anh Linh đếm 1, 2, 3 đi anh. Trời em bấm nó hẹp đi. Anh đã đồng ý rồi. Hả? À? Dạ. Nụ cười này gian lắm nè. Suy nghĩ kỹ nha em nha. Không có em nhìn em cũng biết nữa. Chị ơi, chị làm mai cho em mà sao chị nói em vậy? Ủa ai biểu chê bà Mai? Chị nói sao em đừng có phân tâm nha. Chị với anh với em giữa hai mình nói chuyện đã, mình đến hẹn hò mình đừng có phân tâm gì cái chị không, nói không không cái đó là chị Cát Tường nhắc chừng em đó, nhưng mà em nhìn thấy cũng có chút tại vì nói chung á là em cũng không thích nghề tài xế lắm, đi nhiều quá. Với em cũng nghe nhiều người nói là cũng hay có người này người kia vậy đó. Nhiều, nhưng em mà không khi thích. Mà anh đi làm không phải là giống như là dạng tài xế khác, ta đi xa, còn này anh đi là làm có giờ có giấc. À, dù sáng 8 giờ làm thì 5 giờ anh về. Chứ không có đi đâu nữa hết. Chừng nào đi tỉnh thì anh báo cho anh biết. Hết thời gian. Hết giờ. Suy nghĩ kỹ nha, rồi quyết định nha. Hóp hóp cái bụng vô một chút để tao quyết định nè ông ơi. 3 2 1. Chúc mừng hai bạn đã bấm nút ha. Nắm tay nhau một cái coi có khác nắm vô lăng không? Em không? Nói gì với mẹ trước đi. Dạ thưa bác, nếu mà được thì xin bác sang năm con về con thưa ba mẹ con để cho hai chúng con thực hiện tại công dân. Đây trước tiên là một cơ hội cho hai bạn nha, để mình tìm hiểu nhau kỹ hơn ha. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Dạ, cảm ơn.
Nắm tay dẫn bạn gái đi xuống đi. Sao hẹn người ta mà quên luôn á hả? Không quên chị, nhưng mà trễ khoảng tiếng đồng hồ chị. Trời đất ơi. Cô hy vọng rằng gặp lại thứ hai, cô sẽ tiếp tục nhận vé mời đi xem phim của chúng ta. Hy vọng là như vậy, vì hôm nay là từ niềm vui đến thành công, đến thành công. Đúng và rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin hạ màn xuống. Rồi, mời bạn nam. Chào Nguyễn Linh và chào chị Cát Tường. Và chào tất cả quý vị khán giả. Chào anh ơi. Bạn tên là gì? À, em tên là Lê Quý Linh Đôn ạ. Hiện tại em 27 tuổi. 27. Lê Quý Linh Đôn, 27 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu ạ. Xin mời bạn. Wow, xinh xắn quá. Rồi, chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyên Linh và quý vị khán giả. Dạ, em tên là Thùy Dương ạ. Em năm nay 25 tuổi. Em đến từ Tây Ninh ạ. Tây Ninh sao thấy nó giọng miền Trung? À, dạ đấy là giọng em giả đấy ạ. Ủa là sao vậy, giọng thiệt em là giọng sao? Dạ giọng thiệt em là giọng này ạ. Ồ. Thế em làm nghề gì? À, dạ hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ạ. Mình giả giọng tiếp luôn đi. Dạ chơi luôn ạ. Thì lý do tại sao lại ra giả giọng như vậy? À, giả giọng là một cái năng khiếu của em ạ. À, em có thể giả được nhiều chất giọng khác nhau. Em có thể hát, có thể vẽ. Và em còn có thể làm bánh ạ. Rồi hát luôn, làm khúc luôn. Dạ em xin hát một khúc của bài Say You Do ạ. Rồi. Lỡ buồn lỡ yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ này vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng. Nhưng chưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đâu. Say you do, say you do. Dạ. Bạn Nam ơi, bạn Nam có đáp lại gì không? Dạ em ca hát và giả giọng cũng được, nhưng mà giọng thì nói chung là chỉ ca hát thôi. Ca hát đi. Em hát bài Em Trong Áo Tôi đi. Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh rất hiền. Không quần jean dày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài. Duyên dáng giống như hoa kế bên thềm, ngàn hương không que sắc màu, ngàn đó hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Ôi gì được anh. Cái giọng này đặc biệt lắm á nha. Dạ em là hiện tại là đang làm nhân viên phòng, chuyên về ngành IT ạ. IT. Dạ. Làm văn phòng thì rất nhiều cô gái xinh đẹp ở trong văn phòng. Thật ra thì công ty em phần lớn là người lớn tuổi luôn. Dạ đúng, em là trẻ nhất nhì trong công ty ạ. Dạ. Có trải qua nhiều mối tình chưa? Dạ ba mối tình ạ. Còn bao nhiêu thì hình như là đơn, còn một số mối tình thì đơn phương rất nhiều lắm. Nhiều quá vậy, 27 tuổi mà nhiều mối tình vậy, sao không tìm được người nào đi chung con đường với mình? Cũng do em, một phần là do người yêu của em một phần nữa. Thì nói chung là cái gì qua rồi thì có thể cho nó qua đi ạ. Nhưng mà em có thể rút ra kinh nghiệm là tại do em một phần nào để khi mình có mối tình mới thì mình đừng có đạp lên những cái vết xe đổ đó nữa. Nhưng em cũng nóng tính luôn anh. Nóng tính là gì nữa? Nóng tính là lãng trí hay quên, nên là đôi lúc là bạn gái đợi lâu rồi rất là nhiều. Là sao hẹn người ta mà quên luôn á hả? Không quên chị, nhưng mà trễ khoảng tiếng đồng hồ đó chị. Trời ơi. Vậy ít quá hả? Ít quá ha. Không được, cái này không được, cái này bạn thấy phải rút kinh nghiệm rồi. Nghe bạn trai nói vậy đó, hẹn mà có thể là lãng trí quên tới một tiếng đồng hồ mới tới thì em thấy sao? Cái này không được rồi chị ơi. Tính em là em không thích chờ đợi. Hẹn một tiếng mà tới là chắc cũng phạt cái gì đấy. Dạ hả? Dạ. Bây giờ mình giới thiệu rõ hơn, mình nói kỹ hơn một chút xíu về công việc của mình. Dạ việc của em là về quản lý chất lượng. Em làm trong siêu thị á. Thì khi vào thì em sẽ kiểm tra về chất lượng của sản phẩm đó có được đảm bảo hay không. Dạ. Như vậy thì mình tiếp xúc nhiều người lắm chứ em. Lý do tại sao mà mình phải nhờ tới chương trình? Dạ có thể là do công việc của em thì nó rất là bận rộn. Cả ngày thì chị kiểm tra về chất lượng sản phẩm, chỉ tiếp xúc với sản phẩm thôi, rồi tối lại về phòng mệt quá rồi lại ngủ. Ưu điểm của em thì nãy giờ chị thấy rồi ha, hội họa, ca hát, rồi giả giọng. Vậy còn cái khuyết điểm của mình hay cái tật xấu của mình? Dạ tật xấu của em là khi mà em giận lên rồi em không nói gì nữa hết. Em mặc luôn, em cứ im vậy đó. Thì mình làm gì? Dạ cứ ngồi im ngồi chỗ như tự kỷ vậy. Thì tốt nhất là đừng ai lại gần em hết. Ghê vậy hả? Dạ em cắn á. Bạn đã từng cắn ai chưa? Dạ chưa. Tại bạn bè em cũng có rút kinh nghiệm rồi nên thấy em vậy là cứ tránh xa em hết. Nếu mà bạn gái mà tự kỷ, ai nhào vô cắn á thì bạn sẽ xử lý thế nào?
Em nghĩ thì lúc đó thì nếu được thì cứ cắn đi. Cứ để cho cắn luôn. Dạ. Cắn đau quá thì sao? Đau quá buông ra chứ anh. Mà tao không buông. Rồi đẩy ra cho anh. Bạn có tật xấu gì không? Dạ thì em thì khó tính, nóng tính. Đôi chút cũng có một chút chút khó tính thôi. Mình muốn tìm một người bạn trai là người như thế nào? Dạ, hình mẫu bạn trai lý tưởng của em đó là biết quan tâm, chia sẻ và phải tôn trọng em. Sạch sẽ nữa chị, không có ở dơ. Ủa, bạn trai trước đây ở dơ lắm hả? Dạ không, có thể là do cái nghề nghiệp của em nó ảnh hưởng tới. Tại lúc nào, bên em là lúc nào cũng phải sạch sẽ đó. Nó ảnh hưởng tới. Dạ không anh, tại vì em dân thể thao nên là lúc nào mỗi ngày phải tắm từ 2 đến 3 lần. Bạn chơi thể thao môn gì? Em chơi đá banh và chơi gym. Rồi chơi lâu lâu thì em đi bơi. Mình thích cái bạn trai của mình có cái mẫu người lý tưởng không? Như giống ai, cái hình tượng của mình không? Dạ em thần tượng David Beckham. Em thích cái vẻ ngầu ngầu mà rất là cá tính của anh ấy. Đó chỉ là lý tưởng thôi ha. Nhưng dạ, mà ngoài dạ, đời thực mình bớt bớt xuống một chút đi ha. Dạ em đưa cao cao rồi thì trả giá xuống bớt. Trả giá xuống bớt là có bớt đúng không? Dạ. À, bây giờ trước khi mà tôi qua tôi xem mặt bạn nam nó giùm cho bạn nha. Thì bạn còn muốn dặn dò tôi cái gì nữa không? Không thích cái điểm gì hay thích cái gì hay cần cái gì nữa nói một lần cuối thôi. Em thích hút thuốc vậy. Rồi phải chung thủy. Dạ chào chị. Chào em. Dạ. Có hút thuốc không? Dạ không vậy. Có chung thủy không? Dạ có. Tự nhiên nói không luôn. Cũng cao dữ ha, cao mét nhiêu? Dạ 1m84 chị. Hả? Đứng lên coi, có nói thấp không? Dạ 1m84 vậy. Cao dữ, anh Quỳnh Linh đứng lên thử coi đúng không anh Quỳnh Linh? Em ngồi xuống hả chị? Cao dữ ta, thích nhất bạn gái mình ở điểm nào? À, thân hình cân đối, cao 1m6 trở lên. 1m6 trở lên? Dạ. Đó nãy giờ mình quên hỏi cô bên này 1m nhiêu à? Dạ em 1m5. 1m5, 1m5 được không? Cái này giống bên gì tên Thành Thành nè. Thôi mệt. Dễ thương lắm cưng. Ủa cưng cao 1m5 thiệt hả? Dạ 1m54. 1m54 không sao, mình con gái mình mang dài cao lên cũng được. Dạ. Em sợ em đứng tới nách ảnh quá. Không, bạn bên kia dễ thương lắm. Được. Dạ em chào anh. Chào bạn. Trai lùng hơn mình mới lo chứ gái thì có sao. Dạ em cảm ơn anh. Ai cũng nói vậy hết à. Ai cũng nói vậy. Nhưng mà mình cao lắm. Cao lắm anh. Ừ, 8 mấy rồi. Chắc em đổi từ 8 thân thành tất. À, phải mang giày cao nữa đúng không? Dạ. Giống sao tình yêu mà đồng gì có chuyện cao hay là tấp ở đây. Dạ. Quan trọng là hai trái tim đồng điệu với nhau thôi. Dạ. Bây giờ nghe bạn kia nói cảm nhận được gì chưa? Dạ hơi tê tê. Cái gì đâu tê. Rồi chúng ta sẽ kéo mặt lên cho hai bạn gặp nhau. Các bạn có 2 phút. Kéo mặt. 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh ạ. Anh có món quà gửi em. Dạ em cảm ơn ạ. Mong là đó, em đó, thích nó. Đứng vô đo cái coi. Mà xứng đôi gì đâu. Dạ em cũng có một ít bánh em gửi anh ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ có đau bụng thì liên hệ lại em. Như vậy em phải cho anh số chứ liên hệ được chứ. Quà gì vậy, quà gì cho coi với coi. Tò mò. Này cho. Cái này khó gỡ. Gửi tặng cho em nữa là thôi, em để về nhà em xem mình đi. Em rất kỹ lắm. Em có định là trong 3 năm tới thì em có dự định gì cho gia đình gì đó, ví dụ như là kết hôn hay là gì đó. À, dạ cứ mình quen trước đi anh, rồi mình tìm hiểu rồi thấy hợp hay là tới lúc cần thiết á, tới lúc mà nó chín mùi rồi á thì mình tiến tới hôn nhân. Điều quan trọng nhất đối với em á hiện tại là gì? Điều quan trọng nhất của em bây giờ đó là niềm vui. Cứ cái điều gì làm cho mình vui vẻ thoải mái là em thích điều đó. À, cảm nhận về nhau thế nào hai bạn? Em thấy ảnh cao quá. Thấy em cũng cao mà đâu thấp đâu. Tại có giày á, nhà em đi 8 thân rồi. Em đi mang guốc 1 tấc thì cũng đâu quan tâm đâu. Tại vì em cũng đâu cao hơn anh được. Đúng không? Nên không sợ thì cũng xứng đôi. Ví dụ như là nếu mình quen nhau mà gia đình anh phản đối á, thì anh là thế nào? Vậy thì cuộc sống của anh là do anh quyết định. Hồi xưa giờ là chứ ba mẹ nó không có can thiệp vào. Họ chỉ góp ý thôi. Dạ. Và đứng đằng sau lưng anh thôi. Mỗi người nói về nhau một câu nữa, tình cảm, cảm xúc. Em sẽ bấm. Vậy thôi. Hết. Còn em thì sao? Một chút là anh sẽ biết. Rồi, các em. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 1 2 3. Hai bạn nha. Mình
có thể nắm tay nhau. Cảm giác sao em? Dạ. Cảm giác sao? Nó khó tả lắm. Khó tả. Đây, thay mặt chương trình gửi tặng cho hai em. Dạ, em hy vọng rằng là hai em sẽ có được những cái giây phút riêng tư với nhau. Dạ. Tìm được một cái sự đồng điệu với nhau. Dạ. Và đi với nhau được một đoạn đường rất là dài. Và đến một ngày nào đó báo tin mừng cho tụi tôi biết. Rồi, dạ, chúc mừng hai em. Chúc mừng hai bạn nha. Dạ. Có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chưa có, chỉ có thích một người nào đó thì có. Đúng luôn. Được không? Dạ thật em. Anh đã nghe anh cười nè. Em chào chị ạ. Rồi, chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ, em là Hà. Hà năm nay bao nhiêu tuổi, quê ở đâu nè? Em năm nay 29 tuổi, em quê ở Thanh Hóa. Rồi, mình đợi bạn trai của mình nha. Mời bạn trai. Rồi, chào bạn. Chào quán cả các trường quay, em chị gái Quách Tường ạ. Chào bạn. Dạ. Bên kia là Hà, quê ở Thanh Hóa. Dạ, em tên là Doãn Tân, em ở Nghệ An ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. Em đang làm kỹ thuật cho một công ty chuyên quản lý về tòa nhà. Kỹ thuật là cụ thể là gì bạn? Bảo trì hệ thống máy móc, điện, lạnh, nước. Từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 8 năm rồi. Bạn ở với ai trong thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, một mình ạ. Còn bạn gái mình vào đây lâu chưa? Dạ em vào Sài Gòn 10 năm rồi ạ. Mình ở với ai? Hiện tại em ở một mình ạ. Thế mình nói rõ hơn một chút xíu về công việc của mình. Tại em là kỹ sư trang thiết bị y tế cho một bệnh viện ở Bình Dương. Cụ thể là mình làm gì? Em là mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa. Về dịch vụ y tế? Không, trang thiết bị y tế. Trang thiết bị y tế. Vâng ạ. Hai bên cũng giống như kỹ sư vậy đó hả? Dạ. Có vẻ khô khan quá không? Dạ đúng rồi, nghề này khá là khô khan. Thì những lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Em thường đi lòng vòng và đi nhà sách ấy chị. Hoặc là em thường học tiếng Anh lúc rảnh rỗi là nhiều. Học tiếng Anh? Dạ. Những lúc đi chơi là mình đi với ai? Thường đi với bạn hoặc là đi mình. Vậy hả? Dạ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chưa có, chỉ có thích một người nào đó thì có. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào? Dạ. Có nắm tay hôn gì chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Thiệt không? Dạ thật. Anh nghe anh cười nè. Ủa mà sao ngộ vậy? 29 tuổi mà sao chưa có? Có thể tại vì em hơi mạnh mẽ nên là các bạn nam có thể hơi ngại khi... Thì mình cua người ta. Cua người ta thì có thể không phải là cách của em. Bạn có khao khát có một mối tình không? Dạ có. Bây giờ mình muốn kết hôn chưa hay là mình tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ là em phải tìm hiểu sẽ kết hôn nè. Bao lâu? Khoảng 1 năm, 2 năm gì đó. 1, 2 năm. Ở gia đình có hối lập gia đình chưa? Dạ có, bố mẹ có hối. Rồi bạn trai, bạn nghe cô gái khi chưa có mối tình nào mình cảm giác sao? Em thấy cũng lạ, 29 tuổi chưa có mối tình. Lạ hả? Lạ. Lạ là lạ sao? Theo bạn thì bạn nó khó tính hay là sao? Chắc em nghĩ chắc bạn quá khó tính hay là bạn đi làm nghề giống là bên giống người giống đàn ông là kỹ sư. Cái nghề nghiệp chắc giống khô khan quá. Còn bạn, bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Lâu chưa? Dạ cách đây khoảng 7 năm. 7 năm qua một mình bạn? Dạ đúng rồi, 7 năm qua mình em tại cái công việc với lại cái phấn đấu của em chưa nghĩ tới cái vấn đề lập gia đình, thành ra em sáng là ngủ dậy là vác cày đi, là chiều vác cày về thôi. Bây giờ đã muốn lập gia đình chưa? Dạ cũng đang thời điểm lập gia đình rồi chị. Nhưng mà 7 năm qua như vậy bạn có để ý một ai hay là có lưu luyến một ai không? Cũng có gặp một số người nhưng mà không có phù hợp với tính cách. Có vẻ bạn khó giống như cô bên kia. Đúng không? Có thể là vậy. Mong muốn một cái người đi chung con đường mình như thế nào? Không có bướng bỉnh quá, không có giống thích cái gì làm cái đó, biết nấu ăn nấu nướng, bởi vì em biết nấu ăn, thành ra em thích người phụ nữ như cái thế. Cái này dễ mà, thấy người phụ nữ nào cũng có đức tính hết trơn á. Dạ. Còn gì khó nữa không? Anh nghĩ em còn nhiều điều kiện nữa. Chứ nếu như điều kiện nó đơn giản, phụ nữ dễ chịu. Không có lý do gì 7 năm mà không tìm được đúng không? Không, 7 năm qua là chưa nghĩ đến vấn đề đó, vấn đề là gia đình, công việc. Lo công việc, muốn lo cái gì đó sau có đầy đủ rồi em mới lo cho gia đình. À, bây giờ có sự nghiệp chưa? Dạ, công việc thêm đó tạm thời là ổn định. Dạ. Nếu bây giờ lấy nhau thì khoảng bao lâu? Thì nếu nhanh thì 6 tháng, còn chậm hơn thì khoảng 1 năm sau em sẽ cưới. Nhưng mình cũng chuẩn bị lớn tuổi rồi ha. Dạ, nói ngoài có kế hoạch rồi, có nhà cửa gì chưa bạn? Dạ em đã có nhà ở đây rồi chị. À, nhà riêng luôn ha. Dạ dạ. Mình ở với ai? Dạ em ở bên mình chị ơi. À vậy được, được rồi, để hỏi cô này. Mình có thể giới thiệu một chút xíu cho bên đó nghe về những điểm mạnh và điểm yếu của mình chẳng hạn. Em thì hòa đồng vui tính nhưng mà có thể hơi ít chia sẻ cái vấn đề suy nghĩ của mình nên là có thể sống hơn nội tâm. Nội tâm. Dạ. Điểm mạnh của em là em luôn luôn đúng giờ trong tất cả các cuộc hẹn, làm việc có thể hơi nguyên tắc và hơi cầu toàn trong công việc. Mình mong muốn một người đồng tương lai như thế nào? Dạ, trước tiên là phải thương em và phải biết quan tâm đến gia đình và phải có mục đích rõ ràng cho cuộc sống. Về ngoại hình? Dạ, chỉ đừng có xấu quá và nên cao hơn em một chút xíu. Bạn có nhắm mình đáp ứng được không? Chắc có cái điểm cuối cùng là ngoại hình, thì ngoại hình em thuộc dạng xấu nhất họ.
Đâu có xấu đâu ngoài dạ. Được em mà. Thấy tự ti với bản thân em là cái ngoại hình à. Dạ. Thành ra em không tự tin lắm với khi tiếp xúc với gọi là khác giới. Ừ, tức mình không tự tin nữa hả? Dạ, đúng rồi, không tự tin. Bạn đâu có gì đâu, đẹp trai mà. À? Anh là người đầu tiên khen em đẹp trai. Không thật sự mà. À, đẹp trai quá thì không đẹp trai quá, nhưng mà đại khái là rất là ưa nhìn. Dạ. Nhẹ nhàng dễ thương mà. Chị thấy sao chị? Cũng được. Đâu có gì đâu, bình thường. Cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m7 chị. Vấn đề do có lẽ là nhút nhát. 32 tuổi. Dạ. Có nhà cửa ổn định rồi, công việc ổn định, vậy là quá tốt rồi chứ. Em không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Bướng bỉnh quá, thích gì làm nói, không cần suy nghĩ người khác như thế nào hết. Ngoại hình thì ngoại em thì có không cần suy nghĩ, bình thường thôi. Theo cái cảm tính, cái cảm giác của tôi là tôi thấy cặp này là xứng. Nếu mà xứng thì bao nhiêu lâu mình tiến tới hôn nhân được? Thì hôm nay mình nói là đó, khoảng từ nhanh thì 6 tháng, còn trễ hơn thì 1 năm thì rồi. Tốt nhất là 1 năm sau là đúng hơn. 1 năm sau là đúng hơn ha, kể từ ngày hôm nay ha. Dạ, đúng rồi. Được, anh này được đó. Cái khoái nhất là cái vụ mà ổn định, có nhà cửa, công việc ổn định. Mình phụ nữ mình cần nhiêu đó thôi cho nó khỏe. Để anh coi đi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh ạ. Dễ thương ha. Ngạc nhiên ha. Ừ, rất là ngạc nhiên luôn á. Đúng là có thể tại vì em thường tập trung vào học tập và làm việc á, nên có thể chưa có thời gian để. Anh nghĩ chắc ở cơ quan em nhiều người đeo đuổi em lắm á chứ. Dạ không có. Kỳ ta, không lẽ cơ quan em không có người đàn ông? Dạ có, nhưng mà tại vì thường là lớn tuổi hơn ạ. À. Lớn tuổi hơn hoặc là nhỏ lớn tuổi hơn. Lớn lớn chứ cũng thôi, cũng thấy cũng đẹp chứ bộ. Dạ lớn nhiều, các bác có gia đình hết. Các bác không hả? Không dạ. Có là nhỏ không? Tại vì em làm bệnh viện mà các bác. À các bác không hả? Dạ. Rồi. Số 1 luôn. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện trực tiếp với nhau xem là có hợp ý với nhau hay không nha. Vấn đề ở chỗ nè, em phải tìm ra cái chìa khóa để mở cái cánh cửa này. Anh nghĩ rằng đây là một cánh cửa rất là đẹp. Ha. Kéo màn lên. Lên. 2 phút bắt đầu. Dạ chào anh. Ngắm món quà tặng mà. Bạn ghét nhất là đông cái gì? Về cơ bản em không thích con trai hút thuốc. Không ngửi được mùi thuốc lá. Dạ. Con nhậu thì có thể được vì ai cũng nhậu. Là người con trai nhanh nhậu quá hoặc là nói chung là có tính định hót em không có thích. Nhìn mình có nhanh nhậu quá không? Hiện tại thì em chưa thấy. Tình yêu thế nào nói đi bạn. Trời ơi, gì mà gái dữ vậy? Cảm giác thế nào? Một người đối diện mình. Bạn cười rất đẹp ạ. Cảm ơn anh. Cái gì vậy? Nhìn thẳng vào mắt bạn rung kìa. Rung dữ lắm hả? Sao mà gì mà gồng cứng ngắc vậy? Thả dạ. Lỏng ra. Dạ em rung dữ lắm ạ. Sao anh rung vậy? Anh cứ tự tin đi. Bạn đừng có hay nói mình nha. Hả? Không có, không hẹn. Em muốn hỏi biết thêm suy nghĩ của anh về người vợ trong gia đình tương lai phải có cái yêu cầu gì đặc biệt không? Mình rất thích người phụ nữ là có cái khoảng thời gian không dành cho gia đình, biết nấu nướng. Thường thì mình đi làm rất chiều tối, mình mắc mong là người phụ nữ biết nấu ăn vào chiều tối. Vậy anh có thích một người vợ mà có quá nhiều tham vọng trong công việc không? Chưa chắc bạn đã tham vọng bằng mình, thành ra mình cũng thích như đó. Quan niệm về hôn nhân như thế nào? Nếu mà mình hẹn hò với nhau 6 tháng sau có thể cưới nhau được không? Cái đó phải xem là mình có hợp với tính cách của nhau hay không đã. Em nghĩ là như vậy. Nói một câu gì thật là tình cảm rồi bạn trai. Tại em đang kỹ thuật rất khô khan, thành ra để nói từ lãng mạn thì giờ tự nhiên em không có thể không thể suy nghĩ ra được. Và giống thì như... bây giờ suy nghĩ đi đó. Trước một người con gái xinh đẹp thế mà nói một câu gì thật tình cảm lãng mạn được mà. Khó quá bỏ qua đi. Ráng chịu anh nha. Để bạn gái nói đi. Dạ thôi em khó quá bỏ qua anh. Cảm nhận của hai bạn khi lần đầu tiên gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy có thể muốn biết tìm hiểu nhiều hơn về anh. Mình cũng giống như bạn, mình cũng mong là được tìm hiểu thêm về bạn rất nhiều nữa. Hết thời gian. Chán hai cái ông này quá. Về phải bên đọc sách tình yêu cho nó nhiều trơn, nhiều vô. Đọc ngôn tình à? Nhiều vô. Em chỉ hay đọc sách kỹ thuật chứ còn tình yêu thì hơi đấy, thì nó hơi khô khan đấy. Sau này khi mà người ta lấy nhau về phải có những cái lời tình cảm chút xíu ha, chứ không lẽ về nói em ơi em giống cái máy quá, cái máy mình làm bảo trì cho thì nó kỳ cũng khô khan quá đúng không? Hy vọng là hai người sẽ bảo trì lẫn nhau. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Ngọt ngào thì không có ngọt ngào ha, bấm nút thì lẹ lắm, hai bên lẹ như nhau, ba cái bật liền.
mình có thể cầm tay nhau, mình nói không được, mình truyền cảm xúc qua nhau, truyền điện qua nhau. Nắm chặt vô, nắm chặt vô, đừng bóp tay ta đau quá nha. Mà năm nay em bị cầm kèm với bước tiếp bước kè với bố không, hôm nay cầm tay con gái rồi mày và rất rung. Rung lắm hả? Em cảm nhận như thế nào? Em hơi run. Em cũng run luôn. Dạ. Thấy có miếng điện nào truyền truyền qua không? Có sẹt 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 gì chưa? Chắc đang tê tê quá. Có một ít à? Có một ít à ha. Như vậy là được rồi. Đây, chiếc vé xem phim. Chúc các bạn thật hạnh phúc nha. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux. Chúc hai bạn có những không gian để mà tìm hiểu nhau, dành cho nhau những lời ngọt ngào hơn. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn hai bạn. Rất là dễ thương. À, nhưng mà vấn đề chỗ hơi khô khan chút xíu thôi, hơi mắc cỡ chút xíu. Nếu như thêm một chút vị ngọt của tình yêu thì anh nghĩ rằng cái mối tình này nó sẽ bền chặt hơn. Rồi, xin mời gia đình nhà gái. Rồi cưng. Mời nhà trai. Thôi, mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, còn tất cả các vị khán giả đang trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Nga, 39 tuổi. Công việc hiện tại của em thì em đang làm việc tại Bình Thạnh. Công việc em là quản lý về hệ thống chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, là chị Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay, chào nhà gái và chào bạn gái bên kia. Em tên là Trần Nhân Phúc, hiện đang làm bên xây dựng bên thị trấn Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Là bạn quê, gái là quê ở đâu? Quê ở đâu cưng? Quê mình. Dạ em ở Bình Phước ạ, à. Lộc Ninh Bình Phước ạ. À. À Bình Phước luôn, vậy là hay quá. Chính đường em về sẽ ghé qua nhà anh ạ. À. Mình là quê Bình Phước là huyện nào? Em làm việc ở Bình Phước nhưng mà quê ở nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói cho nhau mấy lời. Suối mai chiều sông ống đốc, tim trắng kiệt tới chờ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đó, quê ảnh đó. Ồ, chào em. Em có yếu điểm gì, có ưu điểm gì? Yếu điểm thì hay thích đi nhậu. Trời ơi. Rồi vợ kêu bỏ nhậu thì có chịu không? Chắc có thể được, giảm được. Giảm được hả? Dần tuần nhậu mấy lần? Thì anh em vui vui thì từng có thể nhậu 2-3 ngày. Rồi giờ mình vậy mình có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là như thích nấu ăn, thích đi du lịch. Rồi anh hỏi bên đây coi nào, bây giờ mình ưu điểm gì, khuyết điểm gì nè? Ưu điểm của em thì nói ít nhưng mà em làm nhiều. Không làm được thì đừng nói. Mà đã làm thì phải là đã nói phải làm cho được. Còn ngược lại của anh đó, anh biết nấu ăn thì em rất là vụng về, tức là nấu được thôi chứ nấu không có ngon. Vậy là khuyết điểm đó. Dạ, khuyết điểm đó. Còn anh nó thích đi du lịch thì em lại ngược lại, em không thích du lịch. Em thích là đi làm về thì cuối tuần hoặc là ngày nghỉ của em này em sẽ dọn dẹp nhà cửa. Em trồng cây, trồng bông, trồng rau, nói chung là xung quanh nhà em thì toàn là cây bông không à. Ở dưới quê tức là em có làm trên đây nhưng mà cuối tuần em mới về. Các bạn đồng nghiệp nói chị Nga sao chị Nga cứ rảnh cứ về hoài không biết mệt hả, nhưng mà em rất là thích. Tức là về em nhìn cái nhà, em nhìn cây em là em đã thích rồi. Em không biết mệt. Rồi có thích cái người bạn đời của mình thích nhậu nhẹt kìa. Dạ không thích. Có chấp nhận không? Nhậu thì cũng như là đi làm việc thì cũng có xã giao nhưng mà cũng có giới hạn của nó thôi. Chứ không thể nào mà nhậu xỉn xong về nhà rồi nằm đó. Nói chung là tất cả mọi thứ thì bắt ói mửa ra, nói chung tất cả mọi thứ thì không thích. Mà tuyệt đối là tuyệt đừng có hút thuốc. Tuyệt đối là không được hút thuốc. Em có hút thuốc không? Dạ không chị. Chỉ có nhậu thôi. Thì mới là vui vui thì cũng được, chắc được nửa lít. Người còn bia chắc được 4 lon vậy. Nhưng mà mình nhậu xong rồi mình có biết đường về không? Biết đường về hay mình có ói mửa gì không? Dạ biết cái đó không chị. Không có nhậu lầy đúng không? Dạ không. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ chung là 3 mối tình. Mối tình đầu chắc yêu đơn phương. Đơn phương. Dạ. Mối tình thứ hai thì được 3 năm. Còn mối tình thứ ba? Mình thứ ba tới 7 năm. 7 năm hả? Dạ. 7 năm tại sao chia tay? Hai người cãi nhau, người bạn gái nhắn tin là không muốn quen nữa. Rồi giờ bạn gái đâu rồi? Bạn gái dạy học có An Minh thứ 1. Chia tay lâu chưa? Dạ được 5-6 tháng. Trời ơi, quen 7 năm mà mới chia tay 5-6 tháng. Rồi thí dụ giờ bạn gái quay lại nữa anh, hai mình quen lại rồi sao? Cái đó chắc không có thể rồi. Có thể hay không thể khẳng định tiếng nè. Không thể chị. Không thể đúng không? À, cũng quen lộn cũng nhiều lần rồi. Rồi để mình hỏi bên đây là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ em thì có 3 mối tình chính thức. Trong thời gian làm thì mẹ nói lớn tuổi quá rồi, 30 tuổi xong lấy chồng đi. Lúc này em có quen một anh thì em kết hôn lấy chồng, rồi sinh được một đứa con. Nói chung là đang ở cử đó. Thì em đọc được một tin nhắn là bồ nhắn cho anh.
Như vậy thì em đã quyết định là em ly hôn. Tại vì mục tiêu em, cái chỉ tiêu em đưa ra 3 yêu cầu phải làm được cho em khi mà kết hôn. Thứ nhất, khi lấy nhau là không xác định vào tiền của gia đình chồng, tiền đình vợ, mình phải tự kiếm ra. Thứ hai là khi anh bánh trả tiền em chấp nhận, nhưng mà đừng có mà có bồ bịch như thế đó. Em nhìn thấy khi em bắt thêm một cái thì mình sẽ ly hôn, không nói một câu nữa. Dạ, cái đó là quy tắc của em. Như vậy có nghĩa là em đã có con rồi? Dạ, có một bé được 6 tuổi em nuôi. Em con trai, con gái? Dạ, con trai. Đó là nói chung là cái đường tình của hai bên nó cũng trắc trở rất là nhiều. Đúng rồi. Em gái ha. Dạ anh. Anh nghe câu chuyện tình của em đúng cũng trắc trở. Thôi, bây giờ mình bỏ hết đi, chúng ta bắt đầu một cái mới. Trong thâm tâm em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Nói chung là ngay bản thân của anh đó, anh phải làm ra được cái tiền mà anh có thể lo được cho ngược lại cho bố mẹ của anh, lo cho bản thân của anh, và đơn giản anh phải lo được cho em. Nếu như mà em không làm việc, anh phải lo được cho em. Được không? Được em ơi. Được. Và điều thứ hai nữa là trước khi yêu em, thương em thì phải thương đứa con trai của em trước. Được không em? Thương mẹ phải gánh con luôn nha em. Được luôn. Gì nữa? Dạ anh có con chưa? Chưa có vợ mà. Thôi mà chưa cưới. Quen 7 năm chưa cưới. Anh còn trong trắng. Gì nữa không em? À, dạ không, à, nói chung là em có một bé trai rồi, à, không cần anh hỏi thì em cũng muốn đề cập luôn là em rất là thích một em công chúa. Thích đương gái? Dạ đương gái. Được không? Anh cũng thích gái nè em ơi. Mà được không? Được. Còn đàn trai muốn yêu cầu gì, muốn có người phụ nữ như thế nào? Chồng em không cần gì đổi, nhưng mà em rất người phụ nữ nhưng mà vui vẻ, biết sống hòa đồng với mọi người và biết cảm thông mọi công việc. Khi làm cũng có bữa đi về trễ, về phía rồi đó, cũng phải thông cảm cho cái người chồng cái mấy chuyện đó, chứ đừng có ghen mà đi tối qua ghen anh, tối ngày đi mèo đi mỡ gì chết luôn. Không, em cắt lời chút xíu, tức là anh đi trễ thì ok, tức là alo cho vợ là anh nên đi về giờ đó, hoặc là anh có một cuộc giao dịch, hoặc là anh tiếp với sếp hay tiếp với đồng nghiệp, nhưng mà cố gắng trong cái cuộc tiếp đó đừng có chênh giành trong đó. Nói chung đừng có là được không? Cái được, ok em. Ok luôn ha. Bây giờ hôm nay em gái đi với ai nào? Em đi với em gái, bạn đồng nghiệp, cũng như là tất cả các khách hàng mà chỗ mà em làm việc đó. Em ở đó gọi là ba mẹ đã ghé đến và đi cùng với em. Rồi, mời đại diện nhà gái. Xin được chào MC Nguyễn Linh, Hồng Vân. Và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi là khách hàng thân thương của cháu Nga. Theo như nhận định chung, tôi thấy bé Nga là tính tình chân thật, năng nổ, có sự quan tâm, nhiệt tình với mọi người, thể hiện qua việc làm hàng ngày của Nga, chăm sóc sức khỏe cho các cô chú ba mẹ. Nga sống rất là nội tâm. Còn bạn trai bên đây thế nào? Nhận xét tôi nhận định anh bạn trai ở đây thì ngoại hình thì cũng trung bình đó bé Nga. Thấy nét chân chất. Cái uống rượu thì hy vọng rằng nếu mà yêu thương nhau thì có thể giảm. Chứ mà đòi hỏi bạn mình bỏ thì hơi bị khó. Đó là cái công việc. Hy vọng rằng qua cái buổi tìm hiểu hôm nay, hai bạn cùng nhấn nút để cho nhau cơ hội tìm hiểu và có thể đi đến một kết quả thật tốt đẹp cho hai bên. Rồi, cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Đi với mấy đứa em làm chung công ty. Con chào chú Quỳ Linh. Chào cô Hồng Vân. Chào khán giả trong trường quay. Em làm chung với anh Hai Phúc trong công trình, em gọi là anh Hai. Chị yên tâm đi, ông ít nhậu lắm. Ông đi nhậu tụi em, ông nhậu được 2 ba lon là ông ngưng rồi. Đi mà thí dụ tiếp khách thì chắc cũng không có chân dài đâu. Có tụi em chân dài thôi chứ không có chân dài đâu. Thấy nhà gái có hợp với anh trai không? Dạ, được anh này. Được ha. Rồi, cảm ơn em. Được đến hai à. Mở rào. Tặng quà. Rồi, em cảm ơn anh. Trời ơi, cái bó quà cũng gửi một phần quà. Dạ, đây là có món quà thì chỗ em làm mà là sức khỏe, cho nên là với em là sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe thì có mọi thứ. Vâng em. Rồi rung rồi, gặp chúng sấm sét ái tình rồi rung rồi. Em thấy anh có được không em? Ờ, em thấy anh thì chuyển chẹt, anh làm bên công trình thì chắc là nắng nhiều quá chứ. Em đã đen rồi mà em thấy anh đen hơn em nữa. Anh thì khi mở vào ra thì anh thấy những cái lời em nói đó, với lại trước mặt anh là em, thì anh thấy em có là cái mẫu người mà anh cần chọn hay không? Được em. Bây giờ ví dụ mà mình kết hợp với nhau có đương gái đó, được không? Anh nhậu quá trời, em sợ không có con đó. Sức khỏe. Cho nên em mới suy nghĩ lớn tuổi, em cũng lớn tuổi gần 40 rồi, em mới tặng cái tinh dầu thông để tăng cường sinh khí. Cái đó nếu có thêm càng tốt anh. Em sức khỏe anh càng tốt lắm. Nãy giờ nhìn bạn gái bên kia, em có chút rung động gì không? Rung động nhiều luôn anh. Rung động nhiều hả? Em thấy
thương cô ấy tiêu cái thành thật luôn. Thành thật luôn hả? Em thấy em thương cô gái ở điểm nào? Thấy là thích vui vẻ. Rồi bây giờ tiến tới bạn gái, tiến tới mạnh dạn nắm tay bạn gái lên nào. Đó, nói với tay em đi. Tay quá lạnh quá. Nắm hai tay còn rung giờ tiêm. Xin phép bác cho dạ con nắm tay em. Thôi ca chương trình cùng em hát một bài đi, hát bài rất là vui. Được hả? Cùng vỗ tay em đi. Em hát đi, em hát tặng anh. Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái, cười lên đi cho thoải mái tâm hồn, cười lên đi cho người ta thoải mái tâm hồn, ta hãy cười lên đi ha. Cười đi sống nhìn đi chơi vậy. Bây giờ đố anh dám ôm cổ con gái đó. Chặt vô thử coi. Thấy sao? Ấm lắm anh. Rồi được rồi, về chỗ đi nào. Rồi giờ đếm nha, sau 3 tiếng đếm á, cảm thấy là không thể không bấm được thì bấm nghe. 1 2 3 Cái cú ôm sau cùng của ông Quyền Linh á là làm cho cô này cô bấm đó. Hứa đi, anh hứa gì đó. Hứa sẽ ghé thăm anh thường xuyên. Những gì anh hứa sau này anh sẽ làm hết sức mình gắng kiếm hai ba đơn gái này em. Dạ, xin phép gia đình nhà gái cho anh được phân nhân. Quyết liệt nào. Thấy sao? Dạ. Thấy sao? Cảm giác nó còn hơi rung. Hơi rung làm lại cái nữa cho nó hết rung thôi. Hả? Làm lại cái nữa coi. Bên nào anh? Mạnh lên hai ba bên cũng được. Mạnh lên miết vô. Hết rung chưa? Còn chút xíu. Còn nữa hả? Trời ơi, nó là anh Giang nè, rung hoài. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kiềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven